Việc quy hoạch xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung mọi nguồn lực cho quá trình quy hoạch phát triển, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư đến Long An đầu tư phát triển công nghiệp, đã góp phần cùng với địa phương giải quyết tốt công tác dân sinh và an sinh xã hội. Là một tỉnh hành lang phát triển kinh tế năng động với vị thế độc đạo, kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, cửa ngõ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, vừa có cảng biển quốc tế, vừa có cửa khẩu quốc tế và trung tâm thành phố Tân An nằm ngay trên trục quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 50 km và Long An luôn mở cửa đón nhà đầu tư đến xây dựng phát triển. Với sự quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng là khó khăn của tỉnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Long An đã thực hiện mục tiêu quy hoạch, xây dựng để làm đòn bẩy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội rất tốt.